Xem tử vi tháng 7 năm 2024 của con giáp người tuổi thìn nhiều sóng gió nhưng chớ bỏ cuộc giữa chân. Tử vi tháng 7 âm lịch chỉ ra rằng những rắc rối mà những chú rồng có thể đổi mặt, thay vì né tránh thì con giáp này nên xử lý nó triệt để, đừng nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn bạn nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch, khi mà mộ nhập mệnh, bản mệnh có xu hướng trì trệ hơn, không thể tập trung vào công việc. Lời khuyên là bạn nên quan tâm hơn tới vẻ ngoài. Khi bạn diện bộ cảnh đẹp, bạn sẽ cảm thấy tự tin và tinh thần cũng tốt hơn để làm việc. Thật ra, chán nạn của bạn ở thời điểm này không phải là bạn lười mà là liên tục gặp thất bại không mong muốn. Cố gắng của con giáp này trong thời gian qua chỉ mới cải thiện được một phần mà thôi. Do đó những chú rồng đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục cố gắng. Bạn chưa biết khi nào mới đạt được thành quả, do đó hãy tập trung và kiên trì. Ngũ quỷ tác động khiến cho sức khỏe của người tuổi này. Trong tháng 7 âm lịch cũng có dấu hiệu giảm sút Một phần cũng là do chính bạn lo nghĩ nhiều, mất ngủ nên bị đau đầu và ức chế thần kinh mà thôi. Hữu bật Trọng đỡ là những hùng tinh nên căng thẳng sẽ sớm được giải tỏa, miễn là bản mệnh đủ niềm tin vào bản thân, sống lạc quan thì sống gió nào cũng có thể vượt qua. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Mệnh, có mộ khiến cuộc sống của người tuổi thanh tháng này bận rộn nhưng hiệu quả không thật sự cao. Thật sự là bạn không xác định cụ thể được mong muốn của mình, thế nên thật khó để đoán biết xem bạn có thật sự yêu thích những gì mà mình có hay không. Thiên quan khiến cho công việc của những chú rồng liên tục bị ngắt quãng, không thể nào suôn sẻ như kế hoạch mục tiêu không rõ ràng, bạn lại thường xuyên hoài nghi về năng lực của mình thì càng khó xác định là bạn đã đạt được gì hay điều gì cần tiếp tục nỗ lực trong tương lai. Thời điểm này có thể bản mệnh trở nên nhạy cảm kèm theo một chút nóng nảy, đặc biệt trong công việc. Dù sự kết hợp này thúc đẩy bạn theo đuổi sự nghiệp nhưng cũng có thể dễ dàng khiến bạn mất kiểm soát thẳng cô hôn, bản mệnh nên thể hiện sự biết ơn và thái độ trân trọng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh bằng hành động cụ thể. Thời điểm này, bạn càng nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân trong công việc, đừng ngại xin sự giúp đỡ bởi mọi người sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi thìn trong tháng này không mấy dư giả, đặc biệt là những chi phí bất ngờ có thể khiến cho túi tiền của con giáp này trở nên căng thẳng. Bạn nên cố gắng duy trì mức tiêu dùng hợp lý và quản lý tiền bạc thận trọng để tránh lãng phí quá mức. Bạn mệnh có xu hướng trở nên hào phóng quá mức với mọi người, lúc nào cũng là người đứng ra chi trả cho các cuộc hẹn. Điều đó khiến bạn trọng tuổi khá mạnh. Bạn cần tránh đầu tư bốc đồng, đặc biệt là nửa của tháng, hãy tập trung vào việc tiết kiệm và quản lý chi tiêu. Nếu có cơ hội, bạn có thể cân nhắc một số kế hoạch đầu tư dài hạn, học hỏi nhiều hơn từ những người có kinh nghiệm. Không nên vội vàng theo một ai đó quá, bạn cũng nên chú ý sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận và nên lựa chọn cẩn thận, đừng chấp nhận rủi ro mù quáng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo khi con giáp người tuổi thân đặt công việc lên trên tình cảm thì rất dễ xảy ra những rắc rối nếu một nửa của bạn không thông cảm. Do đó, bạn cần bày tỏ và chia sẻ nhiều hơn với người ấy, có cái nhìn bao dung hơn. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt khi mà bạn được mọi người nâng đỡ, an ủi, bạn sẽ mang lại cho bạn sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, người độc thân hãy cẩn thận với khái niệm yêu hết mình mà bạn đang nuôi dưỡng trong tâm trí. Hãy tự hỏi liệu bạn có đánh mất chính mình trong những mối quan hệ không? Việc này tưởng là tốt nhưng là nguyên nhân khiến cho tình cảm cứ chấm nở lại phụng vỡ. Hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng thay đổi để tương thích với mong muốn của ai đó. Nó sẽ khiến bạn lạc hưởng, đánh mất tự tin và không còn được yêu thương trọn vẹn nữa. 4. luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi thân trong tháng 7 âm lịch này không thật sự tốt, thậm chí có dấu hiệu suy giảm vì bạn không chăm sóc đủ và đúng. Thậm chí có những người quan tâm nhưng không đủ kiến thức lại nghe lời người này, người kia chấp nổi thông tin trong việc chữa bệnh. Bên cạnh đó, Ngũ Hoàng bay về phường Chỉnh Bắc là một lần nữa nhắc nhở rằng bản mệnh cần quan tâm hơn tới tình hình sức khỏe của chính mình, không nên làm việc gì quá sức. Cố gắng giữ thói quen tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là đi bộ buổi sáng và uống đồ nước. Hãy chú ý đến những gì mà cơ thể bạn cần và thật sự có các điều chỉnh để cải thiện thói quen hàng ngày của bạn cẩm nang phượng phận cho từng tuổi thìn vào tháng 7 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi nhâm thìn mệnh thủy, năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Hãy nỗ lực trong khả năng có thể, không nên ôm đồm tham lam. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 2. Tuổi tuổi giáp thân mệnh hỏa năm sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết trước khi xử lý mọi việc hãy học cách đơn giản hóa nó trước tiên quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi dần tiểu nhân tuổi mùi tuổi tý màu sắc may mắn màu vàng màu đen ba tuổi bính thân mệnh thổ năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết đừng ngại nói ra mong muốn của mình một cách rõ ràng thoải mái quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. 4. Tuổi mậu thân, mệnh mộc, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Hãy dũng cảm thực hiện những bước đi đầu tiên. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xám. 5. Tuổi canh thân, mệnh kim, Nam sao kế đô, nợ sao thái dương, khẩu quyết. Nghĩ quá nhiều, chỉ gia tăng thêm căng thẳng, hãy thật sự hành động bạn nhé. Quý nhân phù trợ, tuổi mạo, tuổi hại, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen.